Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin về chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về bốn loại thực phẩm giúp phòng chống ung thư vô cùng tốt. Như mọi người đều biết thì ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới hiện nay. Và theo thống kê thì mỗi năm con số những người mắc bệnh ung thư lên đến cả triệu người và tỷ lệ tử vong của căn bệnh này cũng rất cao chính vì vậy việc ăn gì uống gì để phòng chống được ung thư đồng thời là hỗ trợ điều trị ung thư một cách uh, hiệu quả hơn là điều được rất nhiều người quan tâm và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về bốn loại thực phẩm phòng chống ung thư vô cùng hiệu quả đầu tiên đó chính là cà chua như chúng ta đều biết trong cà chua thì chứa nhiều lycopene vitamin C rutin và AHA ngoài ra thì còn có một số dưỡng chất khác có lợi cho cơ thể và khi chúng ta sử dụng cà chua, nó làm giảm nồng độ cholesterol xấu ở trong máu của chúng ta, đồng thời là hỗ trợ ngăn ngừa những căn bệnh như là cao huyết áp hay là sờ vữa động mạch. Với bất kỳ cách chế biến nào, cà chua vẫn rất ngon và bổ dưỡng. Cà chua thì không chỉ chứa hàm lượng vitamin cao gấp 24 lần so với táo và lê, mà còn giúp tăng cường khả năng chống oxy hóa của cơ thể, loại bỏ sự tích tụ của các gốc tự do, bảo vệ tính đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa sự hình thành của huyết khối. Đặc biệt, cà chua còn được biết đến với công dụng vô cùng tốt cho mắt của chúng ta. Chính vì vậy thì sau khi biết được những công dụng này thì Kiều Anh tin chắc rằng mọi người sẽ bổ sung cà chua vào trong chế độ ăn uống của mình. Cái tên thứ hai trong danh sách những loại thực phẩm phòng chống ung thư ngày hôm nay đó chính là tỏi. Tất nhiên rồi, mọi người đều biết rằng tỏi là một trong những loại chất kháng sinh tự nhiên vô cùng an toàn đối với người sử dụng. Trong tỏi thì có chứa chất alisin, phòng chống ung thư, Đồng thời, tỏi còn có thể làm giảm cholesterol cũng như là ngăn chặn sự sơ vữa động mạch, sơ cứng động mạch, làm giảm độ nhớt của tiểu cầu, hạ cholesterol. Và chính vì những công dụng này thì tỏi được sử dụng nhiều trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Theo nghiên cứu, chúng ta không cần phải ăn quá nhiều tỏi mỗi ngày. Mỗi một ngày chúng ta chỉ cần một tép tỏi là có thể đạt hiệu quả giảm cholesterol tốt. Thường xuyên ăn tỏi có thể ngăn ngừa được căn bệnh ung thư. Đặc biệt Hợp chất kali có trong tỏi có thể ngăn ngừa tăng huyết áp, trung hòa các ion natri trong tế bào, tránh việc xuất hiện quá nhiều nước muối trong cơ thể, đóng vai trò làm giảm huyết áp. Ngoài ra, ăn tỏi còn có tác dụng nhất định trong việc ngăn ngừa huyết khối, nhồi máu cơ tim và đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Cái tên thứ ba trong danh sách ngày hôm nay đó chính là đậu phộng hay còn được gọi là lạc. Ở trong đậu phộng thì có chứa nhiều vitamin C và E. Những vitamin này thì giúp giữ ẩm cho da, hạ cholesterol, đồng thời là ngăn ngừa được căn bệnh ung thư. Và quan trọng là còn được biết đến với công dụng là ngăn ngừa bệnh sơ cứng động mạch, nguyên tố vi lượng selenium trong đậu phộng và một hoạt chất sinh học có tên là resveratrol có thể ngăn ngừa và điều trị các bệnh khối u, cũng là một tác nhân làm giảm tiểu cầu, ngăn ngừa và điều trị sơ vữa động mạch, cũng như bệnh tim mạch và mạch máu não. Đậu phộng chứa axit béo không bão hòa có tác dụng làm sạch các thành mạch máu, giúp làm mềm mịn mạch máu, kiểm soát huyết áp và mỡ máu. Và cái tên cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay đó chính là bí đao. Bí đao thì được biết đến như là một loại thực phẩm được chúng ta thường xuyên sử dụng với các loại nước uống hay những món ăn được làm từ bí đao. Và quan trọng, chúng còn được phát hiện rằng có chứa rất nhiều vitamin C, đồng thời có lượng kali cao và natri thấp. Và với những hợp chất như thế này, thì bí đao có thể hỗ trợ ngăn ngừa được căn bệnh ung thư và chữa được nhiều căn bệnh khác. Ngoài ra, bí đao còn rất phù hợp với bệnh nhân bị huyết áp cao, bệnh thận và bệnh phù nề, cần thực phẩm ít natri. Uống nước bí đao giúp điều trị bệnh tiểu đường, khát nước và các triệu chứng khác. Bí đao có tác dụng giảm sưng, giảm nhiệt, làm dịu cơn khát và giải độc. Thường xuyên ăn bí đao không chỉ làm giảm hàm lượng chất béo của cơ thể, mà còn có tác dụng rất tốt đối với người bị bệnh sơ cứng động mạch, bệnh tim mạch vành và tiểu đường vâng vừa rồi là bốn loại thực phẩm nổi bật để chúng ta sử dụng à, để giúp phòng tránh những căn bệnh ung thư một trong những căn bệnh nguy hiểm hiện nay và ngoài bốn thực phẩm mà kiều anh vừa kể trên thì các bạn cũng hãy nên nhớ rằng chúng ta cần phải áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh chế độ tập luyện thể dục thể thao phù hợp để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này và hy vọng với những thông tin mà kiều anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã cung cấp cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích đồng thời là đã mang đến cho các bạn những kiến thức quan trọng để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào bình an kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau